hỏi: "Có người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thuộc hình thức tiêu cực. Xin Ngài giải thích về quan điểm này." Đáp: "Nói Phật giáo tiêu cực, đó là quan niệm quá sai lầm. Phật giáo là tích cực nhất đấy. Nhưng loại tích cực này chẳng qua không như một số người đã hiểu. Giống như thế giới ngay trong thời sôi động, mê loạn, khốn khổ dập dùi, phần lớn người ta lo âu suốt ngày đối với cuộc sống. Vì sống được buổi sáng mà không bảo đảm buổi chiều. Nhưng những người xuất gia tu đạo Phật giáo trước tình cảnh này vẫn thản nhiên, vẫn tu đạo như thường lệ, vẫn làm những việc họ cần phải làm. Ví dụ như vạn Phật thành theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày 3:30 sáng thức dậy, đến 4 giờ thì tụng công phu khuya, sau đó hoặc là lại Phật hay ngồi thiền, hoặc tụng kinh, hoặc lễ sáng. Công tác của họ là tự mình nỗ lực vào việc tu hành. Quý vị nghĩ xem, thức dậy sớm, cẩn thận kỹ càng, tu hành cực khổ như vậy mà quý vị bảo là họ tiêu cực được sao?